Kính chào tất cả các cô, ông bà, cô, quý cô chú cùng các anh chị có mặt trong buổi lễ Phật đản hôm nay. Hôm nay nhân dịp ngày lễ Phật đản, em xin kính gửi bài hát Sông và Biển với sáng tác của thầy Thích Pháp Hòa. Thật sự em hát không có hay, nhưng mà tại vì em thấy muốn góp chương trình văn nghệ cho vui, cho nên là em xin gửi, nếu có gì thì các cô chú anh chị bỏ qua cho em. Chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn sông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy phận, em chỉ thấy hình thôi, nhưng có nghe cô dạy phận thì ở trong tâm, phận thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ứng đi thôi, nhưng ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi. Thấy biển em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy phận, em chỉ thấy hình thôi, nhưng có nghe cô dạy phận thì ở trong tâm, phận thì ở trong tâm, trong tất cả mọi người. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ứng đi thôi, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi này. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh. Một tiếng hát mà chưa gì có fan hâm mộ rồi đó quý vị. Hai fan hâm mộ nhí lên rồi đó. Mà đây là chị Nhuận Tâm, và đặc biệt là ngày hôm nay chị Nhuận Tâm cũng phát tâm quay phim cho tất cả những hình ảnh ngày hôm nay quý vị sẽ thấy trên trang nhà Facebook của chùa Hồng Ân là do chị Nhuận Tâm phát tâm. Dạ, một lần nữa xin cảm niệm công đức và tiếng hát của chị.